Ông đổi hướng đi, đừng để bọn nó chỉ chạy một chiều. Ở cho nó cản được. Nó cắn đi chưa? Chết rồi cậy. Mình ơi, mình để ý xem pin đâu con. Chờ đâu pin đâu chỉ chạy. Đâu. Mẹ tí mà bọn này cơ bắp mà bình thường một quận. Mình ơi, con ra gọi pin đi, nó đang vầy bùn ý kìa. Ui dồi ôi, vầy bùn kìa. Mình về rồi. Mình về rồi đây. Anh lại đạp nó ra thế. Đâu. Anh đạp nó cổ nó thế. Biết nghe nó gầm gừ sợ quá. Giờ có phải nhà bạn trẻ ngồi yên thế hay không? Không gì. Không được. 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 Không